Xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Và mọi người có thể thấy thì khởi đầu 1.3 mình vẫn chưa có một cái loại công nghệ nào cả, nên là chưa biết làm gì cả. Mọi người xem video ủng hộ cho mình một đăng ký kênh và một like video nhé. Có ý tưởng gì thì hãy comment ở dưới, mình sẽ cố gắng thiện ý tưởng cho mọi người xem. Ở cái đôi mùa 7.5 này thì đội hình Thủy Long là một điều gì đó khá là bí ẩn. Mình thì liên tục tìm kiếm, có thể kiếm được 12 Thủy Long trong một trận đấu, nhưng mà từ lúc đến giờ vẫn chưa thể gặp được điều đó mọi người ạ. Bên trong game này để xem mình có thể làm được điều đó hay không đây. Nào, 1.4 rồi, để xem nó là gì đây. Ôi, vương miện hắc hóa mọi người ơi, vương miện hắc hóa. Tuyệt vời nha anh em. Bây giờ mình sẽ lấy cái vương miện hắc hóa này luôn. Với trận đấu có vương miện hắc hóa ấy, thì cái tỷ lệ kiếm được đó chính là 12 thủy long rất là cao mọi người nhá. Chỉ cần hai ấn thủy long thôi là mình sẽ thể kích hoạt được 12 thủy long. Nên là game này thì mình sẽ xác định với các bạn luôn, đó chính là chơi đội hình thủy long. Và cái kết để tìm kiếm được 12 thủy long anh em ạ. Với cái loại công nghệ vượt biến hóa này thì chơi nó khá là dao hay lưỡi anh em ạ. Chỉ cần lệch một phát là cũng cút ngay, cũng hơi sáng sợ. Ôi khỏe đấy nhở, phun máu nè, cái này phải có gì khổng lồ. Mình cũng lên level 6 rồi, hơn hôm nay tận 8 slot. À mình đang có tận tổng thứ 7 slot mọi người ạ, nhưng mà hôm nay khỏe quá ha. Khỏe quá, nên lại mắt Ron đội hình full 2 sao còn hết luôn. Cháy quá nghỉ ngơi anh em ơi. Mình đã thua rồi. Để xem loại công nghệ tiếp theo của mình nhận được sẽ là loại công nghệ gì đây. Mình đã có thể kích hoạt được đó chính là 6 thủy long từ rất là sớm ha. Và nếu bây giờ mà nếu như có xôm nữa mọi người nhá, có xôm xuất hiện nữa thì mình sẽ có gì các bạn biết không ạ? Đó chính là bố 9 thủy long ở round 3 chấm. Kinh khủng luôn. Next đi bạn. Mọi người xem video ủng hộ cho mình một đăng ký kênh và một like video mọi người nhá. Có ý tưởng gì hãy comment ở dưới, mình sẽ quán hoàn thiện ý tưởng cho mọi người xem. Đây là Atlantic TFT mọi người này. Atlantic TFT là một kênh của người Việt Nam mọi người nhá. Nico 2% mà tướng 4 vàng thì vọng nó sẽ ra một con xôm cho mình mọi người ạ. Bây giờ mà có hai ấn thủy long là mình sẽ kích hoạt cho anh em xem đội hình, đó chính là 12 thủy long luôn. Nhưng mà để được có điều đó thì hơi khó, game nhân phẩm mà. Rồi ok. Ok, lắp luôn đồ này đi. Mày chúng ta không xin phép tao hả mình? Mày không tôn trọng tao. Bây giờ thì mình sẽ 88 máu này, 84 máu này, 74 máu này. Ok, vẫn nhích được mọi người ạ. 49 stack rồi, round này cho thêm quả 10 vàng thì ngon. Bố đèn ngay mà. Năm mươi bảy điểm, 60.
Đúng là 60 điểm luôn mà chỉ được có vài vàng thôi. Con số 70 sẽ là gì? Báu vật được cả hai ha, hơi ít. Game này chơi thủy long báu vật hơi ít mọi người, để xem nào, có phải là lọt kim cương không? Nếu như một lọt kim cương mà cho thêm mình một slot nữa là game này mình sẽ có 3 slot luôn mọi người. Lọt kim cương. Vâng, không phải lọt kim cương mọi người ạ. Đơn vị của bạn nhận 40 năng lượng khi hạ gục. Chốt đơn luôn gì nữa. Ơi anh nghe Kim Thành ơi. Đang đi phố, anh mới đi phố mà, đâu biết đâu. Anh tưởng là mai chứ. Cửa trưởng Kim Thành. Bao giờ lên phố gọi. Alo nghe gì không? Trang bị này khá là cháy lắm luôn mọi người nhá, xíu nó cho xôm cầm. Anh đâu có biết nên anh tưởng anh chạy lên phố luôn. 84 máu. 80 máu. Chắc là mai. Ok, nhai được, nhai được mọi người, nhai được. Thế khi nào lên phố thì gọi anh nhé, anh chở đi nhá. Với cả là anh kiếm thêm vài chỗ nữa để xem nếu mà không được thì mình đi vài chỗ khác luôn. Bình đâu Bình? Đây đây. Rồi ok, rắc lên 2 sao luôn trong ta. Ây da. Lâu lắm rồi mình chưa gặp một trận đấu mà có x3 lõi kim cương mọi người ạ. Hơi hiếm. Tích vàng là từ đầu, nhưng mà giờ này mà nếu ra được con xôm thì ngon ha. Chẳng là nhờ chuyển được ra xôm là ngon rồi, ông này thì đã lên Tania 3 sao. Thủy chiều dâng, mắc kinh nghiệm. Level 6, mình chỉ level 5 thôi. Mình tích lại vàng mọi người ạ. Khởi đầu mình phải lên cấp sớm để không bị đấm mọi người. Chứ khởi đầu bị đấm thì nó thọt máu lắm. Vương miện hắc khóa này thì là một cái trang bị có dao hai lưỡi mà. Đôi khi thì sẽ có quyền, có lợi nhưng mà đôi khi thì nó sẽ rất là buồn. Bởi vì mình sẽ cút rất là sớm mọi người ạ. Cái loại công nghệ này nó phải cho thêm quả người ta sát thương từ linh thú X2 nữa thì còn tuyệt vời nữa đúng không mọi người. Game này để có hai ấn thủy long thì dường như hơi khó rồi. Bởi vì mình đang ở phía top 2 mọi người ạ. Và sẻng vàng này anh em luôn luôn ưu tiên để lấy hết. Không có hồi để lấy sẻng vàng. Round này cũng không sẻng vàng nhưng mà mình sẽ lựa chọn cái trang bị đó chính là của Lee Sin mọi người nhá. Cái trang bị ngăn đấu tập của Lee Sin để xíu nữa có thì mình sẽ kích hoạt cho anh em xem. Đó chính là một cái ấn thủy long. Hey! Oh. Atlantic 74 máu, 57 máu. Ui, quà từ vũ trụ này. Hộ vệ vũ trụ luôn. Quà sinh nhật. Cái này mình chưa bao giờ gặp một trận đấu mà có quà sinh nhật cộng với cả up level 10 nhá. Nếu mà tổng quà sinh nhật với up level 10 thì mình nghĩ rằng là một cái gì đó cũng hay ho lắm đấy. Đáng để trải nghiệm. Bây giờ còn ma phi mình chưa lên 2 sao luôn ta. Thank you.
che cái đùi đi. Giá em phải giữ giá như vậy. Cái gì? Mốt một phun 100 máu. Ôi trời ơi, khỏe vậy người anh em. Mình bây giờ đang hơi căng mọi người ạ. Đùi của mình hơi yếu này. Cho Thủy Long game này thì đang muốn kích hoạt được chiến lược 12 Thủy Long. Nhưng mà có vẻ nhân phẩm không có vẻ. Ui lắc 3 sao luôn à. Ghê vậy. Còn quái vật thế này thì sao mà chơi. Win không ta. Lắc sẽ phải lắc hơi yếu mọi người nhở. Anh em công nhận mình không ạ, con lắc nó hơi yếu nha. Nó quăng skill nãy giờ mà không chết được. Không chết nổi con Tania của mình mọi người ạ. Leo 2 sao, ông này đang chơi được 5 kỹ sĩ mọi người ạ, level 7 luôn rồi. Điền. Tao cũng bị hỗ trợ bây giờ đâu mà. Cái sao ơi. Sảnh vàng. Không có sảnh vàng luôn, không có găng đấu tập mọi người ơi. Dường như game nó đang đối xử với mình. Hay úp lên live 9 cái món xôm luôn mọi người nhờ. Một cái dây khổng lồ đi. Một trăm máu, kỵ sĩ. Cái này mà hai cần hai con thủ trâu thôi thì hai đằng sau sẽ cân hết mọi người nhá. Cho Seraphine lên trên đây đi. Để cho Seraphine hồi phục mọi người ạ. Ai dạ. Win rồi mọi người ơi, win rồi. Áo trong bạc, một cái vút rồng luôn. Lắp cho bạn này bạn. Bạn yêu của tôi. Ok, đã win. Nào, lo công nghệ 4.2 sẽ là lo công nghệ gì đây. Ui, ra hẳn Nina mọi người này. Kim cương. Chính xác mọi người ơi. Một sảnh vàng và 3 trang bị ngẫu nhiên. Lấy này đi mọi người. Găng không? Không ra găng à? Bảy Thủy Long. Xôm đâu nhở? Không thấy xô mọi người ạ, Ron hơi đen rồi. Từ từ mình chơi không chơi được hình mà không liên quan đến Thủy Long là Ron xô nhiều lắm. Thực sự nó rất là nhiều. Mà game này Ron không ra này. Không phải găng à, áo trong lửa, lời luôn gì nữa. Có là chơi, không phải suy nghĩ nhiều. Lấy xin 2 sâu zin này, cộng thêm cả đó chính là lắp kính ngắm này, kho thần tích này. Nhưng mà sút này thì cũng thế thôi, lượng sát thương không có thì sút nhiều cũng chẳng để làm gì cả. Sao chưa đủ thêm một stack nữa nhở? À, Atlantic TFT à? Ông Atlantic TFT đang làm video với Lee Sin. Xôm đâu? Xôm vẫn là một cái gì đó khá là bí ẩn trong game này. Mình vẫn chưa thể tìm kiếm thấy nó. Vẫn chưa ra anh em ạ. Muốn ra được kế hoạch lên 9 Thủy Long mà không ra thôi chịu.
3 vàng. Cho xin găng đi, game. Găng. Hai trăm stack găng ra gì vậy? Ơ ra gì nhở? Mình chưa thấy cái gì nó nổ ra mọi người ạ. Bị lag game à? Cái này mà có quả bây giờ thì mình sẽ một ấn thủy long nữa thôi là mình sẽ kích hoạt được 12 thủy long trong game này. Một ấn nữa thôi là đủ mọi người ơi. Găng có đến một cái găng đến từ vị trí của nó chính là xây ra anh em ạ. Nhưng không biết mình có thể chạm được nó không. Nhìn cái ông gà nướng này có lại đang me me con xây ra rồi. Mất rồi, mất rồi mọi người, mất rồi. Ok, mất thì mình xin cái bùa xanh. Có qua có lại. Bởi vì ra 4.7 thì mình có thể xoay ra là mọi người. Có thể xoay ra tiếp. Nên không có gì phải xoắn cả. Trời ơi. Không ra, chịu nhờ. Round đen thế nhờ. Kiểu nó hơi no hope một chút. Hôm nay thì quà sinh nhật lên level 6 thế à? Sao lúc cấp ta? Mình chơi quà sinh nhật mình hay úp cấp lắm. Úp điên khùng lên level 9 luôn để kiếm vị tướng 5 vàng 2 sao. Mà mình thấy đa phần khi mà lên đó thì đa phần nó toàn ra những vị tướng như kiểu là nó toàn ra kiểu là tướng doe mọi người ạ. Đa phần ra doe là nhiều nhất nè mọi người ạ. Anh em Thượng Long này. Hai trăm mười là một rồi. 220 stack. Găng. Một cái 500 ma thuật à? Trong ở cái mùa 7.5 này thì mình vẫn chưa có thể trải nghiệm được cảm giác đó chính là kích hoạt được 12 thủy long người ạ. Rồi ok, đã có xôm. Chúng ta đã có 10 thủy long. Mình sẽ đút đồ của này ra và cho xôm cầm. Rồi ok. Cho này ra. Đẹp trai luôn. Con Nina mọi người nhá, con Nina là một con phế vật nhất mình từng biết. Quá phế vật. Được trước mình lên 3 sao Nina và cảm giác nó kiểu là nó như một thằng đần vậy. Nhưng mà con đần vậy, không có làm một cái trò ăn gì luôn. Ai đâu, nó quả trứng vàng ngon thế. Thôi má kinh nghiệm của quả trứng vàng này. Đã có một cái ấn thủy long luôn rồi. Vàng rơi. Ui, ra hẳn mất cốt rồng luôn. Ấn thủy long luôn mọi người ạ. Nhưng mà bây giờ thì trời ơi, mình lại không có trang bị găng để có thể kích hoạt được. Lấy luôn đi mọi người ạ. Mình đang thiếu đó chính là một con Nina. Thiếu Nina mà đó chính là một cái ấn thủy long nữa. Mình sẽ kích hoạt được combo mọi người ạ. Nhưng bây giờ thì mình đang đứng top 1 trên này thì rất là khó lấy. Chỉ đợi cơ hội đến từ cái bọc này thôi. Quyền năng khổng lồ này. Quyền năng khổng lồ thì mình sẽ cho con Rakan cầm đi. Bây giờ nhiệm vụ mình là up lên level 9 mọi người nhá. Up level 9 nó là đủ combo 12 thủy long. Ông thủy long nào đâu nhở. Trứng vàng đã nở rồi, ra toàn trang bị áo không phải à? Đây. Đấn xạ tiến. Ui, đẹp thế. Lee Sin đã lên, đó chính là bộ phun chí mạng rồi, nhưng mà chưa lên 3 sao được. Đây. Một mũ phù thủy luôn.
Mình thiếu một pháp sư nên mình sẽ cho pháp sư vào, cho con Salad vào. Sáu mươi tám máu. Một cái là kéo ở đây à? Một cái kéo à? Cái kéo thì bây giờ mình sẽ cho là cái kéo nhỉ? Cho Salad kéo đi. Xong sinh ma quái. Tiếp tế đồ. Ra su đẹp chưa? Quẩy đi Sôm ơi, thể hiện sức mạnh của bản thân đi. Mình có cái quả combo nguyên tố luôn này nhé mọi người. Giết mạng được hồi mana này, spam cứu cháy vãi đạn luôn. 300 điểm, găng. Ôi rồi tuyệt vời ạ. Ai ai, thơm quá anh em ơi. Ok, trận đấu kích hoạt 12 tuổi long cho mọi người xem nhá. Bây giờ thì chủ yếu là giành vàng để úp cấp thôi. Level 8, level 9 là đủ, ok. Tuyệt vời, một trận đấu có thể kích hoạt được 12 chủ long. Ông này cũng vừa chủ long rồi, nhưng mà level mấy đây? Level 9 rồi. Yasuo Sôm 2 sao, sâu dim găng. Nhìn cái này hơi kinh nhở. Nhìn cái này hơi kinh, ông này hơi kinh đấy. Vẫn win anh ơi, mình vẫn mạnh hơn. Vàng càng nhiều càng tốt để úp cấp nào. Chỉ còn có 3 ngày chơi thôi mọi người ơi. 29 máu, 6 bảo long. Ui, Lee Sin kìa, sút kìa. Seoju Bluetooth luôn à. Atlantic TFT có vẻ khá là cháy với cái bài này. Nhưng mà Ron không ra Lee Sin 3 sao thì cũng chịu rồi. Có gì đâu, đừng có nói thêm ấn thủy long nữa nhá. Không có ấn thủy long cũng không có gì hết. Bây giờ mình cần phải dòng 4 round nữa, mình có level 9 được mọi người ạ. 4 round nữa cơ. Ok, lấy Nina đi. Tám mươi vàng mọi người, 3 round nữa lên là 3 round nữa, kích hoạt được 12 thủy long. 5 vàng. Bán đi mà. Ok, bán đi để có thể kích hoạt được cho anh em xem. Lốc kìa. Ok, kéo vào Lee Sin ơi. Lee Sin của chúng tôi này. Ăn hành đậm đặc luôn. Ăn hành đậm đặc luôn bạn ơi. Sôm cháy quá. 351 stack. Thì đây, 1 con 3 luôn mọi người này. Nếu mà kích hoạt lên khoảng tầm 1.000 điểm thì sao nhở? Chắc là nó sẽ rớt ra khoảng tầm giáp thiên nhiên hay là kiểu gọi là máy nhân bản. Khá là dày đặc mọi người ạ. Ok, úp luôn. Và đây chính là đội hình 12 thủy long trong truyền thuyết. Đội hình 12 thủy long trong truyền thuyết mọi người nhá. Để xem nào. Với 12 thủy long thì sẽ có gì đặc biệt? À, mình tưởng số 3 sao. Ông này thì 10 thủy long. Với 12 thủy long thì chúng ta sẽ có, đó chính là 200 sức mạnh phép thuật cộng 200% tốc độ đánh mọi người nhá. Kinh khủng không? 2.32 tốc độ đánh mọi người này. 264% sức mạnh phép thuật. Rồi, nhồi đối thủ chết đây nào. Vứt, ném. Quẩy. Clip map khá là mượt. Mượt kinh khủng, mượt kinh khủng. Rồi, lại cho cái quả giày này ủng này chết rồi. Atlantic thì có vẻ đang ngoài Lee Sin anh team được đấy nhở. Lee Sin anh team được nhở, vẫn thua luôn. Một trang bị quyền năng. Quyền năng này thì mình sẽ sử dụng nó.
quyền năng này thì mình sẽ bây giờ lắp cho con nào cũng được ha, cho luôn con Mafi cầm đi. Ông này thì Ron hơi đen đúng không? Bây giờ thì level 8, 50 vàng nhưng mà vẫn Ron chưa ra Lee Sin 3 sao anh em. Game là thế mà. Game đôi khi là nó cũng chỉ đơn giản là trần một khoảnh khắc thôi là có thể lên đỉnh thôi. Nhưng mà ông này hơi đen cái là Ron không ra Lee Sin 3 sao để có thể cho anh em xem thể hiện. Có Neko luôn mọi người này. Có Neko chắc chắn là mình sẽ phải làm cho mọi người xem quả Soap 2 sao rồi. Xôm đâu nhở? Đây rồi. Tạm biệt Gâu Misa nhé. Mai em vào lớp 1 rồi. Tạm biệt Gâu Misa nhé. Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh. Mai em vào lớp 1 rồi. Nhớ lắm. Quê thân yêu của cuộc đời tôi đây. 393 để xem là cái số 400 sẽ có gì nha. Mọi người xem video ủng hộ cho mình một đăng ký kênh và một like video mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và có ý tưởng gì hãy comment ở dưới nha. Xôm kìa, sức mạnh pháp thuật tăng kìa. Lại thêm một cái này nữa, gì đây? Một Neko nữa anh em ạ. Quá là giàu. Ok, anh em hy sinh rồi. Hai máu thì vẫn thắng. Lại cho mình thêm cái Neko nữa mọi người này. 479 rồi, để xem 430 sẽ là một gì cơ. Hiện tại bây giờ mình đã nhận được báu vật. Đã nhận được 14 vàng cho 17. Mình đã nhận 17 vàng thế này rồi. Và số tầng tung chiêu của mình là 419 mọi người nhá. Xếp lại cũng nhiều đấy. Ra số 2 sao. Một cái trang bị vút rồng áo trong bóng tối. Vẫn thủy long, 10 thủy long, 3 pháp sư, 2 pháp sư. Ok. Vẫn tiếp tục là một trận đấu quẩy tung sàn. Trứng vàng. Ông này trứng vàng nữa đang một slot mọi người kìa. Level 10 mà tương đương với đang. Ông này đang tương đương với level 11 đó mọi người nhá. Why shit. Rồi. Khỏe quá anh em ơi. Quá mạnh. Và trận đấu này sẽ gì đây, cái gì đây? Ông này chết không? Hai máu vẫn sống anh em ạ. Và anh có thể vẫn xem thêm một round để quẩy nữa. Bây giờ thì mình run một chút để xem có gì hot không. 3. Con 3 này thôi khỏi lấy đi. Silas 2 sao này. Rồi ok. Ông này thì bây giờ đang nếu mà bây giờ trước khi ông này có Soul 3 sao là may ra quyết được mình thôi. Đôi hình mình kiểu đôi hình của mình tuy là chỉ là full 2 sao thôi. Chỉ mỗi con Kai'Sa 3 nhưng mà nó lại 12 thủy long mọi người nhá. Nó là một cái gì đó quá đặc biệt. 456 rồi, để xem là phần tử chữ 4570 là gì. Nhưng mình như kia kiểu là phần à ông này dừng level 9 nữa. Không lên level 10 được à? Rồi. Quẩy nào. Tung quẩy vàng mọi người ơi. Và trận đấu sẽ kết thúc đây. Chào mọi người và hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye, tạm biệt.